cái con xe nó tội nghiệp, nó kiểu tôi bứng mấy cái rau má ra, rau má nè, rau má nhiều lắm, chiều bứng ra trồng vô đây nè, trồng ở chỗ khu vực này nè cô. Ừ. Tôi nhà rau má đó mà tôi không có bị bệnh nhiều lắm á. Rau má nó không có uống, tôi không biết uống, ăn sống nè. Năm rồi sinh có ba dây mùng tơi đó, mà tôi ráng tôi không ăn luôn, mà tôi để cho nó leo nó lên, nó rõ ra cái hộp có được nhiều dữ vậy nè. Làm tơi không á hả? Dạ. Hôm tôi ăn tốt lắm, giống như cái lá cắt thì hôm qua tôi ăn nhưng mà có tôi đỡ đau lưng nó cũng. Thì hôm nay ăn tới kìa. Lên nhà chơi với ông An đi. Nhà lạnh như đây rồi chị để hộ cho bún nhà của An. Chiều mới đưa đi mua mà. Chiều mới đi mà bà đắp gì? Chiều. Chiều đi nghe bà. Sao đi sớm á, đi trễ nó bị như hôm rồi nó không ngày. Đi đâu vậy? Đi mà đi trễ đi, không tối ngày đâu thấy đường, ngày lái xe đâu. Không thì đó thì 5 giờ con đưa thầy đi. Ủa 5 giờ tối thôi, tối thấy đường lái xe về không? 7, 8 giờ mới tối luôn. Ừ. Nhưng mà chiều nay con đưa thầy đi xong là đi về luôn chứ con không muốn đi ăn được. Để tuần sau được không? Chứ tuần này con bận quá. Ờ vậy thôi. Có bà cụ chứ tại đồ ăn còn nhiều lắm. Có bà cụ quá thèm. Tuần sau nghe nha bà. Nghe tuần sau đi ăn nha. Nghe chứ tuần này tôi kẹt đi, tôi đưa bà đi chợ xong mà tôi về. Vì sao đi chợ xong giờ không đi cho rồi luôn? Đi đâu? Thôi giờ đi luôn cho không có chỗ để, không có chỗ ngồi. Ồ. Con đầy xe nè thầy. Ừ, nó vô của xe rồi. Vô chơi xe đâu rồi kìa. Được không? Được. Thôi ăn gì đồ ăn còn quá trời trọng đó. Nhiều. Dạ. Rồi đồ ăn. Bà tại vì bà thèm tôm, thèm cá chứ đằng này đâu có thèm gì đâu. Thầy, cái này có cần xài, thầy muốn xài cái kia được không? Không cần hả? Chưa có nước để đâu xài. Không có tí nào hả? Hôm nay giờ mưa. Hôm nay trời mưa nè. Họ ông đem quế vô rồi đặt rồi lấy cộng lại chứ. Dạ. Không ngồi lại. Sao thầy nhìn đi. Ê. À. Mà mua cho quán mà phải không? Vâng. Hôm nay tôi lặt luôn. Thầy nhặt luôn bây giờ hả? Dạ, đem ra tôi nhặt luôn. Lẹ mà. Ừ, sao lẹ? Thì ngồi vừa con nói chuyện vừa nhá. Bà đuổi gì chưa? Nè à. Sao hôm nay thầy lại đổi chỗ này này? Ở đây đây đổi chỗ nó vậy? Dạ. Đây đổi chỗ hả? Rồi tưởng cái thạch, tưởng cái thạch gì đó. Toàn về chỗ ngủ hai lần mà không biết hả? Cậu ơi, rửa tay đi. Tưởng cái thạch từng về chỗ hai lần. Đi vô nhà bị bắt cóc nha mày. Ừ. Xích xe. Con hỏi cụ cái lá cách này nè. Yeah. Cụ làm giùm chị là cụ có bao công. Yeah. Cụ sắc diễn hết giùm cho trà. Có lại sắc nhuyễn hết hả? Có lại sắc nhuyễn hết. Lạc ra từ lá không? Sắc nhuyễn bỏ. Lại sắc cây nhuyễn. Bỏ vô củ đá. Vâng.
bỏ vô đó để dành ăn chứ đâu phải dễ có hoài. Tôi giờ tôi quét thì để vậy đi. Không không, cái quét của quán rang, tôi lấy cái cọng tôi trồng. Trời ơi, nó bắt đầu bữa nay là trời ấm rồi. Cái cọng trồng. Cái những cái cọng trồng nó sống, những cọng trồng nó có sống. Ví dụ như cọng già vậy nè, trồng nó mới sống chứ cọng non sao sống. Tôi ngồi đây đi. Đây nè. Biết rồi, đừng lo, để nó tôi. Ngồi đây. Nó cái những già trồng nó mới sống chứ non nó có sống đâu. Đây nè, nó trồng cái khúc này nè, khúc này là nó mới ra rễ. Còn ví dụ như cái cọng mà cọng nhỏ non xè thì sao có rễ, biết không? Đặt ra về cọng vậy là rồi họ trồng nhiêu nó lạnh nó chết hết trơn rồi. Có bà nội có bà lỏng cọng là tôi lỏng cọng nữa đi. Lại thay lấy không quân cái đất đó. Hồi đó tôi nhớ có bà Phật tử bà cứ đụng chuyện cái bà đất đường. Nghe nói mấy cọng già đó. Lấy cái này về à? Đó, mấy cọng này là tôi trồng tôi mới sống. Là bỏ lá ra cho quán rồi lại. Cách này cũng vậy ha. À, bà biết cách làm không? Thôi bà mở cái túi đi, tôi làm cho lẹ bà. Mở túi tôi bỏ vô. Nè. Gì này nó mới sống nè. Chứ con xì là cho sống. Này nó không sống nè. Để đâu tôi làm cho bà mở túi lẹ đi. Tôi làm rồi trong đang chơi chút đi về. Nay mắc không? Nay có đang? Dạ. Nay nhiêu phao? À, 10 đồng. Ôi, nay cũng lên dữ vậy đó hả? Rất 10 đồng phao. Trời ơi, phải mà mùa này mà có quế là bán. Thầy không có cái gì cả. Thầy nó không có bán. Thầy ơi, nó không có bán đấy. 10 đồng phao mà không có bán ấy. Nó cái non thì sao sống nè. Thế cái này cũng sống nổi nữa. Phải cọng già, chứ cái này là cái này thì nó cắt nó chơi khúc này rồi, khúc này chưa chắc gì ra nữa nè. Bởi vì cái mùa nó còn hơi lạnh nè. Kệ đi. Chứ còn đó. Nè, dạ. Từ từ. Nè. Bự nhưng mà nó non. Hả? Bự mà nó non. Nè, nó lên cái này. Nó ngặt cái đầu coi. Nhưng mà nó non quá, nó không có lên nổi. Này nó non xèo hả? Non xèo đâu có lên nổi. Trời ơi, cái xứ mà nó mắc tiền mà mình cũng có bán cũng hết cái gì. 10 đồng phao hả? 10 đồng phao. Hồi xưa anh mua 5 đồng phao, bây giờ gấp đôi, 10 đồng phao. Nó phải già nó mới lên nổi. Thế à? Dạ, mời thầy. Thế anh để nhà thầy mua dùm tôi cái sợi dây chặt điện, cái chặt pin. Chặt pin lại gì chứ? Phải cho điện thoại hả? Đâu rồi? Chặt dây chặt pin quên lấy rồi mất rồi. À thế hả? Bà đi đâu mà rồi cái lược cũng cái mất. Của thầy nghe thầy. Cái lược yeah. cũng mất. Cái lược cũng mất. Cái này mà may là bà già đó chứ gặp con gái là bị từ hôn rồi đó. Dạ, mời bà. Mời bà tôi để cho bà ha. Nha. Gái là bị từ hôn. Nguyên một rổ đồ mà một rổ đi đâu mà đi khách sạn đi hay đi mà mất tiêu không? Đâu nhà trọ gì đó, nhà trọ là khách sạn đó bà. Nhà trọ là khách sạn, đúng chứ khách sạn. Nhà trọ là khách sạn đó. Nó đưa tôi vô nhà trọ ở à. Vậy đúng. Hai phòng ngay bà cháu ở, một cái phòng ngay vừa ngay bà cháu ở. Đi vô nhà trọ. Ờ, đưa vô nhà trọ ở. Tiên sư không? Bà đâu là già đó. Giờ phải chịu thôi chứ đó. Đó, ngày 50 đồng. Mà nó có đầy đủ dạ, này dạ đó thầy. Đâu có đầy đủ chứ ở đây nghề ba bữa ăn. Còn bên bao công mình không, cái đó phải tự thầy đi mua ăn chứ.
chứ đâu có nó lỗ cho 50 đồng nó không cho gì á thầy ơi. Đưa đi luôn rồi mình thấy màu nổi luôn nè. Chưa đi đâu, tháng 7 mới đi. Tôi chưa hết nợ hả? Hả? Có nghĩa là tôi chưa hết nợ. Đó, chưa hết nợ đâu thầy. Rồi báo này mà tháng 7 mới đi rồi. Người cái lá nó to thiệt đấy, nó cho nhiều thuốc. Vậy cho nên nó gì vậy, nó không có sống. Cái thuốc kích thích cho nên nó trong là cái cọng vâng, nó non sống, nó không có sống đâu. Vậy rồi. Bây giờ làm sao, giờ sẽ có xài không đi bạn? Nó trồng thấy mồ luôn. Mà không lên cái gì hết vào không thầy? Nên nó sạch rồi lên 2-3 lá là cái lạnh quá, nó chưa bắt đầu bữa nay là hy vọng là tất cả nó lên. Là nó khổ qua vậy mà gieo trần thân. Mà tôi tích cái bình, tưới hoài nó không lên, tôi móc lên phía trên, hộp xuống rồi. Ở trong á, lạnh đó, nó lạnh đó, lạnh đó, ngâm lại rồi kìa. Hồi đó nó làm ở quán, tôi nhớ lặt cái này là một ngày lặt, tôi lặt cái này mà tôi không biết cách lặt. Ví dụ như cái ngọn vậy đó là đang phở, cái lá tươi tươi vậy á, cuốn rồi cuốn đó thầy, cuốn, cái lá có khéo queo á là để xào. Nè ở quán không có bỏ gì hết trơn, nó làm ở trong quán rồi biết nó dơ. Thầy cho con cái bịch khác được không? Lấy bịch khác được không? Bịch nhiều quá nó đầy quá. Các cái bịch trên này, bịch này của thầy nè, đây đó. Nghe, dạ. Dạ, cảm ơn này. Đó là lật luôn rồi, dạ. Còn hy vọng được cái gì được. Đó, cái thành ra làm ở quán là mới biết nó dơ cỡ nào nha. Quán nhiều quán đâu có rửa đâu. Bắp cải rồi đâu có rửa bà cụ. Bà đừng có ham, bà đừng ham ăn quá chứ rửa nó hư. Alo cơ. Vâng. Để nó non xè nó... đâu có lên. Hả? Anh đưa lại cái ấy cho em rồi đó. Ừ. Anh đưa lại hết tất cả cho em lại, anh làm liền. Ờ thấy mẹ. Bây giờ ông đang anh đang ở. Đúng rồi. Em vô cái có phải đúng lại Bank America không? Thảo nào nó chờ hoài không được, anh tưởng em có rồi. Ừ, anh chờ hoài không được cái đó. Ở Bank America đấy cưng. Ừ, hắn làm gấp ra nha. À, ok rồi, bye bye cưng. Cái nữa rồi nè, chứ để trở về là 2-3 bữa ông mới đem lên. Ông quên chị hả, ông ước ông chơi đồ tu go quá, quên. Vâng, mà chốc anh vừa mang lên cho thầy. Cũng gấp. Dạ, cũng gấp, cho con biết chơi gấp thôi. Tại à... mua. Cái lá cách này nè, mà hôm qua tại này ráng ăn mà tối nó đỡ nhức lưng lắm á nghe. Thế hả? Thế anh đi sao? Lá cách nào? Bây giờ còn đâu? Nhiều... Nè, lá cách là lá này nè. Bây giờ còn nhiều biểu bà cụ đi sắt bỏ dùm trong tủ đá đó. Kệ lâu lâu lấy ra ăn chứ đâu có ăn lá liền. Cách là lá nào? Lá cách nè, nó thơm nè ông nhớ không? Đó. Ôi, có thơm gì đâu. Ông trò cái đó thơm. À thế hả? Thơm. Thầy ăn được hả? Thì cách... Để ăn luôn ngay bây giờ luôn chứ tại thì sao? Ăn thì nổi, ăn là... Ăn từ từ chứ đâu. Từ từ chứ không nghĩ đâu mới ăn. Đã dành đó, ăn từ từ sắp ra. Bên lo dạ lo đi đa với Hawaii mới có nè. Thế hả? Cái này là họ... Thầy lấy đâu ra? Ai cho thầy? Hawaii với cô gửi qua nè. Hà Bùi Duy á. Thế hả? Tại là mày muốn ăn thì ở bỏ thì đồ bỏ ta. Vâng, đồ bỏ phải không? Cái này nè. À, thôi để ngày mai tôi nhớ tôi làm nữa coi. Tôi quấn gì phải không? À, quấn miếng ham với miếng tàu hủ vô đây với miếng dụ gì là cái gói là cái cây tôm xỉa răng xỉa vậy nè. À. Rồi cái đem đi thế hả? Con đấy người ta lại làm thịt bò quấn nó nho. Thịt nó lớp hay là lớn nó nho đấy dạ. Cái này á là ở nhà quê ta cố thịt bò nè, cố con ếch, con nhái á. Chứ cố gì nữa quên. Dạ, bà cho tôi cái đấy bà. Được không? Ừ. Nha. Đó, con nhái với cái gì nữa quên rồi ta. Con ế, con nhái. Yeah. Nè. Trộn rồi đó. Dạ. Còn bây giờ mình đang có tà hủ rồi, cái để cari vô, để bột cari vô, lương âm. Lương âm. Mẹ có làm lương âm đó. Đúng rồi, lá cách, đúng rồi, lá cách. Lương âm. Mà thấy anh thầy để đỡ hả? Ăn đỡ chết mình, hồi tối là đỡ đau cái lưng á. Thầy cảm ơn thầy. Không có nhớ là hồi xưa có học nó mà quên. Nó là cái loại để trị đau nhất á. Thế hả? Đúng vậy, để anh nhờ. À, mấy cô gửi tươi sang cho thầy á hả? Dạ, gửi tươi. Ồ, thầy đỡ khổ quá. Mấy cô gửi rau nhút vậy á.
Chứ bông xua đũa mà bông đũa hôm qua nó không 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 có gì trồng được ở đây. Dạ bên đây đâu có gì, đâu bên đây trồng trồng không? Không trồng rồi. Bên trường mấy tư ban kia không được, chỉ có Florida chứ Hawaii thôi. À. Cali không được cái này. Đúng rồi. Florida trời. Này non quá không sống mà sao bỏ nguyên thì mới cổ sống rồi. Này này non xèo đâu có sống đâu. Đúng chưa? Vậy nó cắt non nó làm sao mà tốt quá được. Nó cho thuốc thầy ơi. Mà anh không có mùi này ơi, anh không có tí mùi nào hết, chán lắm. Không phải như húng quế Việt Nam đâu. Húng quế Việt Nam ăn vô rồi dậy mùi liền. Cái này không có. Chính rau mình trồng kìa, rau, rau trồng nó tốt cũng có mùi nữa kìa. Thì là nó già nó mới có mùi, đất nó tốt quá đâu có mùi đâu. Ăn rau giống cá thì là nó giống cay cá và... có mùi. Nó không giống cá thì mùi tanh lắm. Mà nó có mùi vậy trơn á. Tay uống sữa này. Dạ, một phần. Bà uống đi, để bà uống đi. Đặt đi chồng. Trong này là ai đưa đi mua dây cái chặt đi. Bà phải cho tôi cái điện thoại chứ tôi không biết cái gì nào mà mua được. Không, điện thoại là cũng thứ thôi ông thôi. Không có khác thế này. Cũng thứ à, bà sạc cái dây của tôi là biết rồi. Dây thầy đâu, cho con mượn đi con mua cho. Nghe, cho con mượn dây nghe. Tí thì cho mượn dây con chiều con đi mua cho bà. Nghe, chỗ bàn thờ bà cụ á. Đế à, có cái dây đó phải không thầy? Nghe, con mượn cái dây con mang đi con làm mẫu. Nhưng mà mua phải mua cái cục nữa chứ cái dây không là cục đâu gắn vô. Không nó đi luôn dàn hay thầy? Không, bây giờ nó dây là dây, cục là cục à. Bây giờ nó hiện đại vậy đó. Nhiều cái mà ông yêu cầu ông nhấp nháy mà ông quên cái là nó hiện đại mới là. Rồi xong. Đó, chứ đừng có, mà thành ra mình nhiều khi ngồi đó mà tranh ra mà cãi công gì đó. Nó hiện đại dữ lắm. Bây giờ nó chơi vậy nó bán cái dây là dây. Rồi nó mới gắn vô cái cục nữa. Dạ. Nó chơi nó bán vậy đó. Gắn vô cái cục chạc nữa. Dạ đúng rồi. Nên bà đi đâu bà đi quên rồi chết rồi. Đi khổ vậy. Chết luôn à. Thế cô Khánh cô mang lên cho bà hay là để trong thứ hai mới đem lên. Thứ hai mới đang lên hả? Thứ hai là thứ bảy rồi. Hôm nay thứ bảy rồi thì mua làm gì? Mai chủ nhật rồi đâu ăn thua gì? Bà có hỏi cô chưa? Chứ tiền mua tốn mấy chục đồng á. Không có sợi dây nó giờ mấy đồng mà. No, dạy cục chặt nữa. Rồi cục cắm vô nữa. Không, cái cổ rẻ đó, giờ nó rẻ mới nó rẻ đó. Giờ trong cái hãng Trung Quốc nó qua nó làm ở bên San Jose á. Dạ. Nó rẻ lắm. Bây giờ San Jose, đất của San Jose, cái khu vực mà từ cái thành phố gì nó giống như tắc vàng vậy đó. Dạ. Yeah. Nó, Mỹ nó không để công ty bên nữa, nó đem về bên đây á. Cho nên nó về cái hãng iPhone nè, hẳn cái gì đó, Apple đó. Apple với mấy cục chạc rồi nó không có còn lấy bên kia nữa bao nhiêu. Nó giờ thì nó mua đất trời, nó mua mắt giữ sợ, giữ vàng đất Cali, vàng cái chỗ mà sao dê đâu có mua nổi đâu. Hôm qua ăn rau quá trời qua tính tôi ăn rổ rau luôn nghe. Rau giữ vàng luôn á. Là vậy là nó không có dở lên nổi. Nó xèo đâu lên nổi đâu. Nay là còn lá cách là giải quyết cho nó hết. Có mình tôi ăn nè. Ơ bà cụ không ăn à? Cụ ăn có cuốn mận ca, cuốn mận én rồi. Bà bây giờ bà thèm tôm không? Gọi tôm không có chết. Chết tôm không có tổ gì đó. Mà nó tanh quá đây tôi không có chịu nổi. Thôi chị gỡ ban ra ngoài đây chứ mang về chùa không được không? Tanh cũng lắm chịu nổi. Dạ, cậu nghiệp. Đi ăn bánh phê. Vâng, đi ăn bánh phê thì được. Chứ còn ấy ơi không đi được. Ăn, đi ăn bánh phê ăn tôm cho đã luôn. Vâng, anh đi từ ra. Từ chiều đến tối ăn đó không? Đừng ăn cái món gì nữa. Rồi. Cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn thầy. Thôi được rồi, không sao. Rồi mưa tính sao? Tôi biết bao nhiêu đâu. Rồi mưa tính lại nha. Để tí cho vô lấy cái mẫu của thầy tôi xe. Nhưng mà thầy chặt được cái thôi cho bà ấy mượn đỡ xài đi. Tại sao thầy để mua là cho mình đỡ xài đêm thứ hai mà không có thì vấy vấy. Mà đi đâu có đem theo chứ. Không, con biết rồi nhưng mà cô Khanh, cô thứ hai cô có mang lên. Có không?
đó thì không biết thì thôi thầy để cho ấy đi đâu gần đấy chứ đâu đi đâu gần gần đấy thì bà xài của thầy đỡ đi, đừng có đi mua bây giờ. Bây giờ cô Khanh cô nói không có đó thì đó là gì mua chứ giờ mua hai ba cái rồi tốn tiền vô ích à. Bây giờ bà cái lược, cái lược rồi mai đi chợ Đại Hàn á, mai chiều nay nè, chiều nay đi mua nè, chiều nay đi đi chợ Đại Hàn á thì bà mua lược nó nhiều lắm, lược gì cũng có đó nha. Chợ này đi mua luôn. Không đi ăn thì đi chợ làm chi? Chứ đi chợ cho bà mua đồ gì đó. Còn cái đóng như cái chợ bà cụ ơi, ăn cái hết đi cụ ơi. Cái gì? Bà thầy bảo không đi ăn thì khỏi đi chợ. Mà cần đi đi chợ mua gì không? Chứ cái lược thì tôi mua cho bà được. Lược thì tôi đi mua cho bà được, tùy bà thôi. Chứ còn bà cần mua gì không? Cần gấp không? Cần ăn gì? Bà hỏi cái lược, tôi là sao cái lược? Không thì tôi đưa cho bà cái lược, tôi mua cái lược cho bà dễ lắm. Không có sao nghe thì được không, mai sáng mai tôi đưa cho. Ngày mai là 14 rồi bạn trai rồi đó, ngày mai 14 làm hai bữa bạn trai là bà thèm gì. Bây giờ thèm gì để tôi ăn đỡ đi, thứ tư đi ăn, thứ tư đi ăn, thứ tư tuần sau đi ăn nghe anh, chứ hôm nay còn bận quá. Hôm nay thứ bảy mai chủ nhật rồi, hết rồi nghe được không? Thế thầy có cần mua gì không? Dạ không, thầy ơi, rau được cái đống rau dưa cắt luộc được rồi kìa. Anh mua con gà về thầy nuôi. Ờ à, đúng rồi, mua con gà thì nuôi chơi. Để chú qua cái ba chú đốc cái lòng. Nhưng mà con gà nào nó gái á. Con gà nào nó gái. Con gà trống. Gà trống nó cháy. Gà trống nó đâu có đẻ trứng đâu. Sợ thầy bỏ cái bụi đẻ trứng ấy được không? Thầy sao còn tiếng cho ăn trứng nữa hả? Không có đẻ trứng mà trứng nó không có trống á, trứng con gà mái nó mới đẻ trứng phải không? Vâng, con gà mái. Trống nó mới đẻ trứng. Vâng. Không, gà trống làm sao đẻ trứng? Mà con gà mái ta không có trống mà sao nó đẻ trứng? Nó tự động, mình không biết tại sao hay đó này. Ồ, đi. Không biết tại sao. Gà mà nó không có trống á. Chứ mấy gà công nghiệp á nó đâu có trống đâu. Thì đó không có trống ấy, nó mua miếng mua gà mái thì đừng mua gà trống. Mà muốn mua gà trống thì đừng, vì hai con nó gần nhau nó đẻ nó có con. Mà cái con gà nào mà đẻ mà không có con. Đó thì chỉ gà công nghiệp thôi, chợ thiếu gì. Thầy mua trứng gà, con mua trứng gà thiếu công nghiệp. Không, trứng gà thì thầy biết rồi. Mua con gà cho nó gái chơi cho vui. À, gái gơi vậy mà gà trống nó gái chứ gà mái nó không gái. Gà mái nó không gái hả? Gà mái nó chịu con đó không. Còn gà trống nó mới gái. Gái nó ví dụ. Bây giờ mà mua gà nhỏ vậy là con xê xê, nó ganh tị, nó giận chết á. Dạ. Ôi con chó bự bên kia vậy đó mà sáng nó thấy là nó nhà qua, mà con chó kia mà nhà qua được là chó này không còn đâu á. Chỉ mà nó nhào nó sủa người ta. Dữ quá mà. Ganh, nó ganh. Ghê lắm, thầy ghê lắm. Sáng mới thay đồ đó. Nằm nghe chuyện vậy đó, bởi bó tay sơ sơ luôn á. Bó tay sơ sơ luôn. Đi hôm qua đi mua bình sữa cho bà cụ cũng phải đầu đi mà. Đi bồng vậy nè. Là nó tự hào dữ lắm. Thế hả? Nó mừng, nó ghi ý, nó khoe với mấy con bạn đó, là tao được bồng vậy đó. Là nó phái nằm im re, nằm tư bằng. Không sợ gì nữa hả? Tới ngày tận thế, không giống nhất á. Dạ. Thấy không đây nè, bồng vậy là chịu dữ lắm. Dạ. Mấy con hào quay bên đây cũng đúng, đó là con chó loại chó, nó phái nịnh, thì nó phái bồng, là nó chịu là sáng là bồng vậy nè. Khôn lắm đó chứ, nó biết, nó làm nó nghe đó thầy. Thầy nói gì nó nghe, nó không hiểu mà nó cũng nghe đó. Rồi, hy vọng kiếp sau nó đổi đời đi. Đó, thầy bảo nó xuất sinh như vậy đi, nó học bét rồi không thầy? Còn tệ hơn là ngã quỷ địa ngục nữa thầy. Nhưng mà nhiều khi nó có cái phước nó đi tắt không có. Nó ví dụ nó hết cái kiếp của nó rồi, nó đi tắt nghe, nó không đi qua những cửa ngã quỷ địa ngục. Chứ đâu phải lúc nào nó cũng đi ngang qua đâu. Con tưởng cái mà tội nghiệp là cái tội nghiệp là địa ngục với tội nghiệp nhất rồi với lên hàng này chứ. Địa ngục bây giờ tôi với ông người này là ba người nè, nếu mà trầm tư ô quốc âm trì địa ngục nó không nghe sao nghe hồi xưa hội đồng thân ông chữa bà cô lụ đó. Ông nói từ ngày tôi cưới bà về tới giờ cái khuôn mặt bà đó lúc nào cũng trầm tư ô quốc âm trì địa ngục. 18 năm qua, ông nói không, ông Diệp Lao nói 18 năm qua. Đúng 18 tầng địa ngục này. Không, 18 là bị ông. Đâu nhưng mà đùng khớp cái số đó. 18 năm qua, xương cha nó cũng một chứ đừng nói chi tới xương con. Tại vì ông cho người sổ tiêu một con, nhưng mà rốt cuộc là bà hội đồng, bà hư hả? Hay hư cái từ đời của lụ hồi xưa đó. Đời của lụ, hay hư, hay hư cũng nuôi. Mà ngày xưa là vợ chồng nghe, hồi xưa cái thời mà của
của cụ Phùng Há đóng á là hai vợ chồng, mà sau tới cái thời năm sau năm 75 này nó đầu 284 qua Pháp đóng á thì còn có phải Hương không gọt vào đóng không à? Không? Năm 84 đó, cái ngày xưa trước năm năm 75 á là hai vợ chồng ông Hai Hương, ông Ba Dân hình như Ngọc ông Ba Hương Dân Ngọc Hương không Mai Hương nữa. Bà Hai Hương. Hai vợ chồng Hai Hương nuôi Hiền Lưng. Hiền Lưng là con của cô Lựu đó. Lựu đó của ông Song Giả Tài Hữu Trang đó. Thời kháng Pháp á mà. Đó thấy không? Phái gì nè. Thôi vậy chiều nay khổ đi chợ đi búa gì để tôi đi làm, để tôi đi giảng bên nay cho hết Pháp Bảo Đàn hết. Ồ sẽ giảng chiều nay hả? Thứ bảy đúng không hả? À quên, thứ bảy tôi giảng nữa trời ơi. Vậy mà thầy này đi sao đâu, con xin lỗi thầy chứ thứ tư đi thôi. Thứ tư tuần sau đi nghe bạn. Quên thấy không, không khéo quên nữa. Vâng thấy không, kết luôn nè. Vâng, ok, ok. Dạ, mai chủ nhật. Dạ, mai chủ nhật rồi. Mai ngày 14. Mai 14 tháng 3 rồi nè, ghê không? Thấy không, 14 tháng 3 rồi. Và còn tháng nữa tới Phật Đản rồi. Thế hả thầy? Hiện tháng đúc rồi tới Phật Đản năm 15 tháng 4 gì vậy? Thì thay đổi là lúc này là họp tinh bừng rồi nè. Nhưng mà dù dịch bệnh này bây giờ, hồi sau nghe nói còn nhiều tiểu bang nó còn bệnh nặng lắm thôi không á. Thì đó, ngay ông thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng nói là đừng có chích. Tại sao chích? Thôi ơi rồi trời. Nhưng mà đó, cái ông Thủ tướng Ấn Độ gì đó chích hai lần rồi mà còn bị mới chết qua đó. Ấn Độ bây giờ nó tan tành xứ quách nó bệnh mẹ. Nó nặng nhất bây giờ. Hiện tại nó nặng hơn nặng Mỹ nhiều. Sứ Phật á. Sứ Phật cái sao không cầu nguyện đi. Sứ của Thánh Đa La luôn á, sao không cầu nguyện đi. Sứ của các mối đạo đó sao cầu. Đó là điện ngon cầu nguyện đi. Nghe nói Ấn Độ bây giờ te tua. Mà Ấn Độ vậy nó lây qua tới Campuchia này kia là lơ mơ tháng 7. Đó thì Việt Nam chặt lại hết rồi đó thầy. Việt Nam chặt lại lắm á. Sợ quá thì Campuchia nặng quá. Nó tràn sang Việt Nam. Việt Nam đi lậu sang á, giờ Việt Nam chặn lại ngay cửa khẩu á. Chặn lại không cho đi nữa. Không qua cho Campuchia nữa, mang về. Không có. Nếu cái con người ở bên Tàu kia lên mà hơn thua. Hơn thua đấu đá nhau đi trên khổ. Thải chua. Xe dễ thương lắm, mất cả vết cái ha. Hả? Đấy hả? Ok rồi. Bye bye. Thầy ơi, thầy còn gia vị bún bò Huế không? Gia vị bún Huế hả? Bún bò Huế đó, trong cái gói chứ. Bún bò Huế. Hình như không có, còn bò kho có. Rồi bún bò Huế quá. Rồi gì đó. Cà ri. Hỏi sao đẹp quá vậy cho mượn tôi. Trời nữa, trời nữa, trời làm gì, tội nghiệp tôi quá nè. Rất tươi tả nè, không có tiền mua đó. Thầy ơi. Trời ơi, đó, mấy chục năm rồi đó. Xài dữ đó, đó nói mà cong lết là mất hết rồi, cả vàng bạc rồi luôn đó. Là đấy không? Bà thấy nó rách hết rồi đó, mà không có tiền mua đó nên tôi nói bà tiếc lắm. Tôi tiếc cho bà cái gì bà cũng dục đi không à. Tôi không có mà xài bà dục đi. Đó nó khác nhau chỗ đó đó, cái nghiệp bà phúc đức lớn đó vậy. Không, tôi nói chuyện thật không mà tôi nói chuyện giả đó, tại bà cười chứ thật tình nói chuyện thật đó. Phúc đức bà lớn lắm nên không, bây giờ cái gì nó cũng có nhân có quả, đúng là bà thời nhỏ bà cũng khổ quá rồi. Nói đi nói lại thì cái gì nó cũng có, vì gì so là cái tuổi bà, tuổi ông, tuổi đồng hành nó cách nhau một đồng một vực á. Nó từng cái giai đoạn hết rồi. Không, nhỏ khổ. Rồi bà nghiệm lại thì mình không trách được. Cái thẹo nè. Đâu rồi. Mẹ ghẻ chặt cái chân đó. Chặt cái chân nè, lấy dao xá cái đứt luôn đó. Đây nè, à, cái thẹo đầu nè. Phơi đồ quên đó, phơi đồ em quên đó. Cái bị đông nước hồi xưa, cái bị đông nước sắt đó. Dạ. Của lính đó, đập lên chảy máu đầu. Nên cái tướng của cụ này thì có phúc hậu. Không, bà cũng đẹp chứ. Hồi xưa hồi trẻ đẹp lắm á. Đồng thanh, đồng thủ. Hồi xưa có nó gọi là cái Z á. Không có khổng thường hiệu mà cũng có lùng rồi quá lùng. Tướng là có phúc hậu. Dạ, được cái chứ, được lắm á. Có điều thôi. Vậy có phước có đức rồi, về già rồi còn gặp cảnh chùa như vậy. Thiệt bà mừng lắm á. Chết á, vì bạn gì á. Chết để tặng con đồng xoài á. Chết để là 7 đứa em từ 1 tuổi cho tới 10 nè. Như vậy nha, con chính thức của bà được mấy người?
chính thức hả? À, con chính thức á. Năm đứa. Mấy trai mấy gái? Đứa. Hả? Ba gái hai trai. Ba gái hai trai, chết đứa gái. Chết đứa gái thứ ba. À, còn hai trai hai gái. Còn sống hết không? Hai thằng trai cho qua Mỹ hồi xưa. Đúng rồi, dạ. Rồi mất tích luôn. Mất tích luôn. Dạ. Cháu giờ ông đang báo mà kiếm. Hả? Ông đang báo kiếm. Tôi kiếm làm gì thầy? Tôi kiếm. Khi cho qua đây đó là không phải kiếm được. Có 2 tháng rồi thầy. Cho liên lạc 2 tháng nè, là để cho tụi nó ăn học. Đó, như vậy đó dạ. Trời ơi, tôi nhớ mà tôi khóc cả đêm nhà nhớ tới còn có nước mắt. Thôi thì nó lớn nó thành tài á, cũng mừng đi. Thầy giờ nó cũng thành tài. Nó mượn đường mừng nó ra đời thôi thì cũng mừng. Nơi thôi được rồi. Mà cho nó được sung sướng rồi đó. Nên nó tấm lòng người mẹ nó vậy đó. Để nước chị chảy xuôi thôi. Cái thiệt nếu mà để ở Việt Nam á, nó không trai nè, ăn cũng không đầy đủ, sinh ra đi móc túi ăn cắp ăn trộm sao thật. Ê, chơi gà lớn đi cơ quân sự nữa, chết vợ nữa. Nói gì cái lẽ đó mà phải cho. Mà người xưa họ nói bốn cái điều tặng đó. Bốn điều tặng là phải tận hiếu đầu tiên đó. Nó thành ra sao này khi đạo Phật mà đi sang Đông Độ thì cũng phải bắt chứ không phải bắt trước nhưng mà phải hòa nhập thì phải lấy đạo hiếu làm chuẩn. Đạo hiếu làm chuẩn cho nên mới nói là tận hiếu di tiên, bắt hiếu di tiên đó, tận hiếu rồi tận trung rồi tận thành rồi tận tâm là con người nó bốn cái tận nhưng mà rồi cũng phải có bốn cái không tận. Bốn cái tận là thứ nhất là tận hiếu, thứ hai là tận trung, thứ ba là tận thành là cái tâm thành đó. Yeah. Thứ tư là tận tâm, làm gì cũng có thành tính á, làm gì cũng rồi tận hiếu là biết rồi á, tận trung là ở quốc gia nào thủy thổ nào thì phải hết lòng quốc gia thủy thổ đó là tận trung. Nên xưa mới nói là hiếu là trai thời trung hiếu làm đầu đó, thời của cụ Nguyễn Đình Chiểu cũng nói gái yeah. Thời tiết hạnh bao câu gan mề á. Ủa gái thời tiết hạnh là câu trong mình quên. Vợ nhỏ thứ tư đó, còn ở Việt Nam nó có ba đứa con cũng ở bên đây. Vợ thứ tư đó, cũng có chồng Việt Nam ở bên ở Việt Nam á, còn Khánh là ở đây đó, còn hai đứa đó, còn hai thằng trai thì mất tích rồi. Dạ dạ rồi được rồi, rồi. Mà nó phá nịnh đây nè chứ mà hen, mà không có ông không có bà cụ, một mình tôi một bầu thì nó không chịu đâu. Dạ. Nó nghe chuyện luôn. Có người nó phái nịnh, nó phái câu như nó tỏ vẻ vàng show up đấy thầy, nó gọi show up đó. Còn một mình đó, tôi phòng nó là nó tự vẻ nó hứ hứ đó. Nó không chịu hả? Nó chịu. Chạy đi à? Chạy đi à? Ủa vậy? Mà có ai được nói vậy nè? Cái liêm gì má nghe đó không? Không có ai đâu. Nó không biết gì nữa nè. Dạ, không ai được cái hồng mà tôi phòng nó được 5 phút. Ôi sao kì vậy, sao kì vậy? Nó hứ, nó không chịu à. Thế hả? Bởi vì nó khôn sự cái đặc biệt đó. Có ai ấy nó tỏ vẻ ta. À đi vàng vàng nữa. Ta được cưng nữa nghe. Bởi vì con người á mới nói cái con nít với người già nó giống nhau. Nít nó thí dụ như à có khách cái nó thay thường thường nó mới kêu. Và ý nó tỏ vẻ là phải có mặt nó trong nhà này. Má ơi, con bắt. Rồi có người mà hai cái danh vọng cũng vậy đó. Đi đâu cũng khoe ấy thôi. Người Việt Nam mình ngồi. Tôi bị ngồi trên đấy nghe. Ngồi lại nhau. Ngồi đang ngồi thì ngồi trên. Giống y như con nít vậy đó. Má ơi, con bắt. Mà hồi đó đâu có cần kêu mà có khách như vậy nó kêu mình. Rồi nói lại con người có bốn cái tặng nha. Dạ. Cái gì vô tận? Bốn cái không tận. Dạ. Không tận đó là một là phước bất khả hưởng tận. Vâng. Đó là cái câu hồi xưa giờ ông bà nói rồi. À. Thứ hai là thế bất khả sử tận. Thế. Vâng. Có quyền thế đó. Dạ. Đừng có đem hết cái quyền vâng. Thế của mình ra. Mình xài hết. Dạ. Xài hết. Dạ. Rồi cái tận thứ tư là. Thứ ba. Thứ ba là. Ngon bất thể thể tặng là đừng có nói hết. Nổ bánh ta lông, nổ bánh và lòng. Bây giờ không ai nghe hết, không thấy rõ nào cái gương đó. Cái gương kìa mà nó nói ai đó có đó. Thay vì mình nổ lần đầu, nói lần đầu ta nghe mấy đứa nó nghe rằng
cũng có nhiều đó, cứ học báo hoài đó nổ cho nên gọi là ngon bất thể nó tặng đó. Dạ rồi. Đó là người xưa nói đó, nói nhiều quá đó thành ra nó trở thành sai sót, nó mất mát. Phúc thế à, ngôn. Rồi thứ tư. Thì cuối cùng là gì đây? Hành bất thể tặng là cái việc hành á mà mình đừng có nói quá. Hành đây là đi, là làm việc trong cái giới, trong cái khuôn khổ đó, hành đây là cái khuôn khổ đó, đừng có quá làm như bị cái vẻ ta đây là quy nghi, là công dung, là nết na, là quyền, cũng như là bề tôi đạo đức. Ví dụ ngày xưa có mấy cái nhà xưa đó, cái nhà xưa là nó cũng có ba gian, anh biết không? Thành ra cái gian giữa đó là để cái chữ là Đức Lưu Phương, cái gian cái bên tay phải, tay phải nhìn vô đây là chấn gia, ở chính giữa là chấn gia thân, bên đây là Đức Lưu Phương, bên đây là Dục Hậu Côn. Để ngon lắm, là cái đức này nó phải lưu truyền hết đời này tới đời nọ, nhưng mà cuối cùng bên trong nó một ruộng ha. Có nghĩa là treo cái vỏ bọc đạo đức bề ngoài để tỏ tệ vẽ ta đây là gia đình, nó giống như cái ông tuồng mà thời của ông Chính, ông Tài Hữu Trao, ông biết cái tuồng Tô Ánh Nguyệt đó. Ông có nghe tuồng đó không? Còn Trần Hữu Trang hả? Ông Tài Hữu Trang viết tuồng Tô Ánh Nguyệt đó, cái đó là thể hiện cái sự nho, mà nó nho nó một ruộng ở bên trong đó. Lúc nào cũng tỏ vẽ ta đây là thủ cụ bài tăng. Trần Nguyên Trang hay Trần Hữu Trang? Ông Trần Hữu Trang không biết cái tuồng Tô Ánh Nguyệt, cái đời cô Lựu đó. Tôi Tố Nguyệt là cha, tôi cha Ánh Nguyệt đó. Trọng giả đó. Thủ cụ, ổng là ổng thủ cụ bài tăng, là ổng giữ cái cụ là cụ đó, mà ổng bài bác cái tăng. Còn cha thằng Minh á, cha của chú Minh á, thì nói tôi là đã cụ mà nghinh tăng. Đã là bỏ, là đã phá đó, chứ phải đã là ngã đã. Thành ra cuối cùng, nhưng mà không nào cha nào trúng hết trơn á, ông nào cũng sai hết, ông thì thủ cụ cho nên để cuối cùng con cái nó khổ sở tùm lum. Nào là cho con gái đi học cao thì sợ nó viết thư cho trai, mà ai ngờ đâu cuối cùng nó hẹn viết trai để nó có bầu, không thấy không? Cho nên ý nó là hành bất thể tặng là những cái khuôn phép mình đặt ra, nhưng mà mình cũng uyển chuyển theo cái thời gian năm tháng, chứ đừng có quá gọi là khắc khe, là tỏ vẻ ta đây là người mẫu mực, người nhân đức, người coi như gì đó, người có nề nếp gia phong, nhưng mà coi chừng nhìn lại phía sau óc mình đâu có thấy, làm khó khăn quá con cái mình á. Hồi xưa đàn bà con gái ra đường là sao, là không có được, giống như đạo hồi vậy đó, che kín mít trên trên nè hả, mà con gái biết chữ thì cho là viết thơ cho trai rồi kia nữa, nhưng mà cuối cùng á càng giấu kín bao nhiêu thì giống như là tư duy mẫm thủ là hủ móng treo đầu vàng đó, nó nam đại bất hôn như liệt mã vô cương, mà nữ đại bất giá như tư duy mẫm thủ. Nam đại bất hôn là người con trai mà lớn mà không có hôn nhân á thì như là con ngựa trứng không có dây cương, mà nữ đại bất giá con gái lớn mà không có gả đó thì như tư duy mẫm thủ, là như đúng ra cái câu tư duy mẫm thủ là cái con dê núi. Nhưng mà không biết sao mình dịch tới dịch luôn, sửa lại cái tiếng viên mới dịch ra muối, mới là rồi từ từ mới là đây là hủ móng theo đầu vàng. Chứ là đúng ra cái từ tư duy mẫm thủ là nó đúng là con gái mà không có giá, nó giống như con dê núi, mà con dê núi mình nói xin lỗi, nó là khác nào tao tới tôi tiếp tục, tôi nói là sự thật. Con dê núi mà trên rừng mà nó không có cái đàn ông đó, tới cái mùa của nó đó mà không có đàn ông là nó cả đêm nó tru, nó tréo, nó rậm rạc đó. Ý nói vậy đó là gia đình đó, nhưng mà nói vậy kỳ cho nên mới sửa lại là khổ mắm theo đầu vàng đó. Thành ra nhưng mà cuối cùng nó càng giấu nào thì nó tùm lum, cho nên cuối cùng nó có thai tùm lum, mới là cạo đầu vô do cho trét cháu đó, thấy không? Như vậy nói tóm lại là phúc bất thể tặng. Rồi sau này á thì tới cái đài mà của vua Minh Mạng á, thì ông Phùng Mộng Long ông viết lại bốn câu đời vua Minh Mạng đó, ông viết lại thay vì ông nói gì nó khó hiểu, thay vì người xưa nói khó hiểu, thì ông Phùng Mộng Long viết là thế bất khả sử tận, là một là nó hợp ha. Yeah. Thứ hai là phúc bất khả hưởng tận. Yeah. Là hai. Yeah. Thứ ba là tiện nghi bất khả tiếm tận. Vâng, cái đó hiểu được.
Dạ, cái thứ tư là thông minh bất khả dụng tận, dụng tận. Đó là thời của ông Vua Minh Mạng á, thì ông quan tên là Phùng Mộng Long á, ông viết lại cái đó hơi khó hiểu. Thông minh bất khả, thông minh bất khả dụng tận là bởi vì ông lấy từ cái câu là thông minh dễ trí thủ chi dĩ ngu, thông minh duệ trí, nói theo đúng cái chữ duệ á, là anh có thông minh nhiều đi nữa, cái trí anh có cao cả đi nữa, mà anh lúc nào anh cũng coi anh là người ngu đi, thì anh học được thêm cái của anh ta. Anh thông minh mà anh cứ, quý vị thấy tôi đẹp không, quý vị thấy tôi thông minh không, quý vị thấy tôi khôn không, là nó cứ là mình tự tát về mặt mình á. Nghe vậy nè, năm ngón tay nó trở về ngược gì hết rồi, thấy không? Ví dụ như ông, tôi sĩ ông thì hết ba ngón nó trở về tôi rồi, thấy không? Nè, cái tôi sĩ bà, tôi đơn bà là ba ngón này trở về tôi rồi. Không, bây giờ tôi đẹp không, tôi thông minh không, là có nghĩa là tát vào ngực mình, đập vào mặt mình á, thấy không? Cho nên mới là thông minh bất khả dụng tận, đừng xài hết cái thông minh của mình, đâu hiểu, đừng xài hết cái thông minh, rồi đừng có tiện nghi bất khả chiếm tận, mình đừng có dành hết cái của người ta tiện nghi đó. Dạ, cái đó nghe vậy được. Như giả ngu giả biết đi. Nếu mà thông minh dễ trí thủ chi dĩ ngu. Dạ này không có đâu, đời này không giận ngu đạo đức đó, nó nói khôn hơn hay hết thì không ít mà nói khôn nhiều. Đó, đời này nó không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu. Nó một nó xé thành 10. Thế nên vậy mà đời xưa họ cũng nói câu là gì đó, nhân vô thiên tài hảo mà qua vô bách nhật hầm. Đó có nghĩa là con người đừng có tưởng đâu là nó kéo dài. Trời kia mây kia cả còn không giữ được nó, khi tan khi tụ đó, gọi là nhân vô thiên tài hảo, là con người nó không phải là trời, mà trời kia còn không giữ được mây. Cho nên của cải con người, tài sản con người á, đừng có tưởng đâu nó ở với mãi mình cùng tận, đó là nhà nho nha. Rồi qua vô bách nhật hồng là không có cái hoa nào mà nó nở 100 ngày hết trơn á. Người xưa họ rút kinh thầy nói hay không, có cái hoa nào nở đúng 100 ngày đâu. Con thấy hoa lan vậy chứ còn cũng tuần lễ này hết sức. Tháng à, tháng hoa lan nở lâu. Nè. Cô hiểu câu đó không cô? Là thiên hữu bất trắc phong, mà nhân hữu đáng trạch, đáng tịch hòa phúc. Trời á thì cũng có khi nó nổi phong, hồi nổi vũ. Là thiên hảo bất trắc phong, mà nhân hữu đáng trạch phúc, đáng tịch quả phúc, là con người thì luôn luôn nó đi liền, có quả có phúc, quả phúc nó không rời nhau. Rồi người xưa thì con hay lắm, thôi đi làm đi ông ơi. Ok đi rồi thôi. Con đi nghe như vậy chiều nay không đi hả thầy ha? Dạ thôi chiều bên nay bên tắt ăn. Điều của quan khởi đi rồi.